Việc game thủ sức các nhân vật game với nhau là chuyện quá mức bình thường. Ai chơi game nào thì bắt cặp cho nhân vật của game ấy. Với sự phổ biến của Genshin Impact trên mọi mặt trận, không có gì là lạ khi việc ghép cặp đôi trong Genshin Impact trở thành một phong trào. Mời các bạn cùng top game like, điểm danh xem đâu là các combo thú vị nhất nhé. Sucrose, Albedo. Đây là một trong các cặp đôi trong Genshin Impact phổ biến nhất hiện tại, được sự ủng hộ nhiều nhất. Cả hai đều là thành viên của đoàn hệ sĩ Tây Phong và dành tất cả thời gian của mình để nghiên cứu giải kim thuật. Họ cũng có xu hướng giữ kín ý tưởng của mình, chỉ trừ khi họ ở cùng nhau để nghiên cứu và học tập. Sucro dường như cũng rất ngưỡng mộ Albedo và hiểu rõ thầy mình đôi khi muốn được ở một mình. Sự hiểu biết giữa cặp đôi này là điều mà chúng ta khó có thể đạt được trong nhiều cặp đôi khác mà game thủ ship trong tựa game của MiHoYo. Jin The Look. Jin và The Look có lẽ là một trong những mối quan hệ có khả năng trở thành sự thật cao nhất trong game, dù 100% là MiHoYo sẽ không xác nhận điều này. Hai người rất hiểu nhau và dành cho nhau sự tôn trọng. Đây lúc cho phép các hiệp sĩ Tây Phong tổ chức một bữa tiệc cho Jin với đồ uống miễn phí để giúp Jin thư giãn sau công việc vất vả của mình. Một điều thú vị khác cũng được MiHoYo tiết lộ là khi còn nhỏ, cả hai đều nuôi rùa cảnh và điều này khiến rất nhiều người chơi nghĩ rằng họ đã lớn lên gần nhau. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, cả hai đều quá bận rộn. Jin lo chăm sóc Mondstadt vào ban ngày, còn đi lớp, trùm mặt nạ làm Batman, bảo vệ thành phố ban đêm. Ninquan Peido. Giới tính bất đồng làm sao yêu đương? Những người tin tưởng vào câu đùa này là những người ủng hộ hết mình cho Ninquan Peido, một trong các cặp đôi trong Genshin Impact khá thú vị. Hai nhân vật này không thể nào khác nhau hơn được nữa. Một người chỉ thích ở trong nhà, trong khi người kia là lên đên trên biển cả. Nhưng họ lại dành cho nhau những lời khá tốt đẹp và có thái độ ái mộ trong nhiều tình tiết của game. Thật vậy, một trong số ít những người mà Ninquan rất kính trọng là Peido. Trên thực tế, cả hai có nhiều bí mật chung và có xu hướng tụ tập lại với nhau khi có cơ hội. Trong sự kiện Tết Nguyên Đán vừa qua, chúng ta cũng đã được thấy cách mà hai nhân vật này đối xử với nhau trong các đoạn phim cắt cảnh của game. Bennett Fishgirl. Thường được game thủ gọi vui là Bennett Fishgirl, ghép từ tên của hai người và đồng âm với chữ beneficial. Đây là một cặp đôi Genshin Impact rất dễ thương mà các fan ủng hộ. Dù Fisco không tỏ ra hứng thú với việc tìm kiếm Rinder và Rogue Talent, nhưng cô bé cũng có một vài lời thoại về Bennett. Ngược lại, Bennett cũng nói rằng mình có hứng thú với việc chăm sóc cả thế giới mà Fisco mô tả, một trong số ít những người thực sự tin vào những gì Fisco nói. Đó là còn chưa kể đến việc cả hai đều là những người khá cô đơn. Fisco có được chú quạ Oz, nhưng đại thể thì vẫn một mình. Còn Bennett không thể có đồng minh bởi sự xui xẻo của cậu bé. Việc hai người tạo thành cặp đôi sẽ giúp họ bớt đơn độc hơn rất nhiều. Yula, Ember. Tương tự như tình huống của Ninquan và Peido, đây cũng là một cặp đôi được game thủ ưa thích dù cả hai có cùng giới tính. Trong sự kiện tại Long Tích Tuyết Sơn vừa qua, chúng ta đã thấy hai nhân vật này chú ý đến nhau như thế nào. Chẳng hạn tình tiết Yula che chở cho Ember khi xảy ra tuyết lở, cũng như cặp đôi Jin và Dilok, cả Yula lẫn Ember đều là thành viên của đội kỵ sĩ Tây Phong. Ember là một trong số ít những người thực sự hiểu về con người của Yula và cũng là người đầu tiên vươn bàn tay giúp đỡ Yula. Hai người thực sự quan tâm đến nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vì vậy nên việc game thủ ghép đôi họ với nhau là rất dễ hiểu. Zhongli, Ninquan. Từng có giả thuyết nói rằng Ninquan chính là kiếp sau của Quay Trung, nữ thần bụi từng là người yêu của Zhongli, nên Zhongli, Ninquan cũng trở thành một trong các cặp đôi có Genshin Impact rất được ưa thích. Cả hai đều là nhân vật hệ nham và món pháp khí Zhongli thường cầm trong tay cũng là một vũ khí 5 sao rất hữu ích cho Ninquan, càng khiến con ta này có cơ sở vững chắc hơn nữa. Hiện tại mối quan hệ của đôi bên tỏ ra thuận tỷ là làm ăn và cả hai dường như không liên hệ với nhau ngoài thỏa thuận giả mạo cái chết của Zhongli ở Liyue. Ninquan cũng không thấy lợi ích của việc dành thời gian cho người khác và hầu như luôn tập trung vào cách để tìm kiếm nhiều tiền hơn, đủ để xây dựng thêm nhiều quần ngọc khác nữa.